Đan Khui showbiz, Nhã Phương thông báo mang thai lần hai, Trường Giang bất ngờ không dám tin, mừng đến mức chẳng muốn ngủ. Mẹ thứ hai hả? Hai giờ luôn hả? Thì cái dở hả? Con gái, thằng quà cho ba mà. Thôi bảo thiệt hả? Thiệt cái dở vậy? Ừ. Ủa thích tình trạng em vậy? Ok, đúng rồi đó. Được hết. Ok là. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô thông báo mang thai lần hai cho Trường Giang. Nữ diễn viên dày công chuẩn bị hộp quà có chứa que thử thai hai vạch cùng phiếu siêu âm rồi nhờ con gái đem tặng Trường Giang. Khi cầm que thử thai, mười khó vẫn chưa tin tưởng, anh hỏi vợ: que thử thai hả, hai vạch hả, thiệt không? Đến khi đã cầm phiếu siêu âm có hình ảnh tên tuổi rõ ràng, nam diễn viên hài vẫn giữ thái độ ngờ vực: thiệt hả, có bầu thiệt hả? Khi biết chắc là vợ không đùa, Trường Giang rất hạnh phúc, anh chạy tới ôm Nhã Phương và con gái. Nam diễn viên hài cũng không quên hỏi con thích em trai hay em gái. Khi công chúa nhỏ nói thích em gái, Trường Giang rất vui vì đó cũng là mong muốn của anh. Sau đó Nhã Phương còn chia sẻ thêm, chồng và con cô cứ liên tục nói về thành viên nhỏ sắp đến với gia đình. Cô phải dục mãi cả hai mới chịu đi ngủ. Nữ diễn viên phim Song Song cho biết, đây là món quà bất ngờ cô dành tặng sinh nhật ông xã. Tuy nhiên, món quà này đến sớm tận mấy tháng. Ngay sau khi Nhã Phương thông báo tin vui, bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận dưới bài đăng gửi lời chúc mừng đến gia đình nữ diễn viên. Cách đây ít tháng, cộng đồng mạng từng đặt nghi vấn cô mang thai lần hai, nguyên nhân xuất phát từ việc cô liên tục ăn đồ chua trong khi trò chuyện cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, Nhã Phương lập tức lên tiếng đính chính, phủ nhận chuyện mang thai và cho biết khi có tin vui sẽ thông báo với khán giả. Trường Giang và Nhã Phương là đôi vợ chồng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả, cặp đôi trải qua nhiều sóng gió để chính thức nên duyên vợ chồng. Nhã Phương sau khi làm vợ được Trường Giang cưng chiều hết mực, thậm chí là trao toàn bộ tài sản. Trong chương trình về cuộc sống gia đình, Nhã Phương có dịp tâm sự về chuyện tiền bạc. Người hâm mộ luôn biết rằng nữ diễn viên là người giữ tài chính trong nhà, song cách mười khó cưng chiều nữ diễn viên càng khiến dân tình ngạc nhiên hơn. Sau nữ 1990 tâm sự, Trường Giang luôn để cô đứng tên tài sản đất đai. Nhã Phương kể với khách mời, anh Giang đi ra ngoài vô tình ảnh thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, anh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, anh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Khi được hỏi bây giờ toàn bộ đất là em đứng tên hết đúng không, Nhã Phương thẳng thắn thừa nhận rất vui khi cảm giác mình là chủ của căn nhà, tài sản chung. Về chuyện chi tiêu trong gia đình, Nhã Phương tâm sự cô và chồng luôn có sự tin tưởng nhất định, ai mạnh điểm nào sẽ đảm nhận việc đó. Cô cho biết anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ, giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn. Có thể trước đây anh Giang cũng quậy phá, nhưng ở bên trong anh Giang là người rất hướng về gia đình. Trường Giang không ngại công khai việc Nhã Phương là người giữ tiền trong gia đình. Nam danh hài từng kể việc vào ngân hàng rút 50 triệu đồng nhưng tài khoản chỉ còn 500 ngàn đồng. Anh nói tôi phát ngượng với nhân viên ngân hàng, đành đi ra xe. Em tôi hỏi đã rút được tiền chưa thì tôi bảo chỉ còn 500 ngàn trong tài khoản. Em tôi nghe xong vội dục lên xe ngay và luôn đi, nhục quá. Cuối cùng tôi phải về nhà em tôi lấy tiền. Trường Giang chăm lo cho Nhã Phương đến từng miếng ăn giấc ngủ. Mười khó từng kể xấu về bà xã, bà vợ anh thì chỉ biết là chăm con với lại ở không thôi. Cái gì bà không làm được thì anh nói thôi để anh làm cho, để anh giải quyết cho. Rồi xong tới tối về bà nói thiệt không có anh em sống không được đâu. Mỗi khi bị Nhã Phương giận, Trường Giang cũng không ngại dỗ dành, đưa vợ thẻ ngân hàng để tiêu thoải mái. Nam nghệ sĩ từng tâm tình với bà xã rằng tất cả những gì của anh đều là của em, hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay em hãy gọi anh là chồng, em hãy về nhà của anh và sắp xếp cuộc đời anh. Không những thế, kể từ khi bé Destiny chào đời, gia đình mười khó càng thêm hạnh phúc. Trường Giang đã tạo một căn biệt thự rộng lớn để tặng cho ái nữ đầu lòng. Dù bé còn nhỏ xíu, song nam danh hài không chịu hư con gái mà luôn có cách giáo dục rất đúng đắn khiến nhiều người ngưỡng mộ.